Xin chào các bạn, trong video clip lần này thì mình sẽ cùng với các bạn phân tích và tổng hợp những cái kỹ năng làm môn đai Một cái môn đai mà được đánh giá là khó nhất nhì trong đề nghe của đề JLPT Đó là môn đai số mấy ạ? Theo các bạn, à, theo ý kiến cá nhân của các bạn thì môn đai số mấy sẽ là môn đai khó nhất hoặc khó nhì Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích môn đai số 3 mọi người nhá Môn đai số 3 Ok hay à, Để mà chúng ta có thể làm tốt hay là nghe tốt bất cứ một cái môn đai, một cái bài nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ xem là cái môn đai đấy nó có hình thức ra đề như thế nào. Cái cách mà người ta hay đố mình ra làm sao các cái dạng bài như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì trong hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích và làm rõ cái điều này. Hãy bước số 1, phân tích bài. Ok, à, đầu tiên thì một cái điều rất là cơ bản đó chính là chúng ta sẽ cần phải nắm được là người ta ra đề như thế nào. Đúng chưa ạ? À, đối với môn này số 3 thì ở trên đề thi của chúng ta sẽ không có bất cứ một cái nội dung, không có đáp án, không có câu hỏi, không có gì hết. À, nói cái khác nó là một trang giấy trắng thôi. Đúng chưa? Một cái trang giấy trắng thôi. Và chúng ta sẽ phải nghe toàn bộ. Đầu tiên chúng ta sẽ có gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ có một câu giải thích tình huống. Tiếp sau đó thì người ta sẽ cho mình nghe câu chuyện. Câu chuyện thì có hai dạng. Một là đoạn hội thoại. Hai sẽ là một ai đó đang giải thích, đang trình bày, đang hướng dẫn về một vấn đề gì đó. Đúng chưa? Đa số sẽ là cái dạng thứ hai là một người nói thôi. Đoạn, đoạn hội thoại cũng có nhưng mà thỉnh thoảng sẽ gặp. Nhá. Tiếp theo sau khi nghe xong câu chuyện rồi thì người ta mới đọc câu hỏi. Đọc câu hỏi xong thì chúng ta lại phải tự mình nghe cả bốn đáp án luôn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời phù hợp, câu trả lời đúng cho cái câu hỏi đó. Được chưa nào? Đấy. À, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích rõ cái câu tình huống và cái đoạn văn mà người ta thường hay ra như thế nào để giúp các bạn có thể à, nghe cái môn nai số 3 này một cách nó dễ dàng hơn. Đấy, nó không bị quá lờ mờ đúng không? Hai. Rồi đầu tiên đối với các dạng câu tình huống thường hay gặp thì chúng ta sẽ phân chia ra làm hai dạng chính hai dạng chính à, Nhưng mọi người có biết thì cái câu tình huống này nó không có gì quá nhiều cả Và thường là chúng ta sẽ không quá để ý đến câu tình huống này Nhưng nếu mà các bạn để ý một chút vào câu tình huống thì mọi người cũng có thể nắm bắt được ít nhiều Được chưa? Nắm bắt được ít nhiều Đó à, đầu tiên cái dạng số 1 của câu tình huống đây sẽ là một dạng đó là gì ạ? Ví dụ như là ôn <laughs> -no tố À có một người phụ nữ đang nói. Hoặc là cụ thể hơn sẽ là Terebi de onna no hito ga hanashite imasu chẳng hạn Là ở trên TV có một người phụ nữ đang nói Vậy thì ở cái câu tình huống như thế này, cái điều mà chúng ta nắm được, cái điều mà chúng ta có thể hiểu ra được ở đây là có gì ạ? Ai đang nói và nói ở đâu? Đấy, tức là biết được ai nói và nói ở bối cảnh nào Được chưa? Ai nói và nói ở bối cảnh nào Vậy thì từ cái câu tình huống như vậy chúng ta suy luôn, suy đoán luôn ra cái câu hỏi giúp mình nhé Suy đoán ra câu hỏi là gì ạ? Chắc chắn câu hỏi ở đây người ta 100% sẽ hỏi là Người con gái, người phụ nữ kia đang nói về cái gì? Đúng chưa? Đấy là câu hỏi. Vậy thì khi mà chúng ta đã biết được câu hỏi rồi và bắt đầu mới vào nghe nội dung trước, tức là chúng ta đoán được câu hỏi rồi, rồi chúng ta mới vào nghe nội dung câu chuyện thì có phải là chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn không ạ? Đúng không? Hay vậy thì đấy là dạng đầu tiên, dạng rất là rất là cơ bản luôn nhá, rất là cơ bản chắc chắn nó sẽ gặp Tiếp theo cái dạng thổ số 2 là cái dạng mà người ta sẽ cho mình cái thông tin cụ thể hơn ở cái câu tình huống đầu tiên Đó là cái cái dạng câu mà có nhitsuite Nhitsuite Onna no hito ga eh, kê tai den Chẳng hạn Tức là có một người phụ nữ đang nói về cái chiếc điện thoại Vậy thì trên câu tình huống này chúng ta đã có dạng Có ai là người nói Nói về cái gì? Tức là chúng ta đã có chủ đề của đoạn văn, chủ đề của câu chuyện chưa? Có rồi. Chúng ta đã biết sẵn chủ đề người ta nói về cái gì rồi. Đúng chưa? Vậy thì cái câu hỏi mà chúng ta có thể đoán được ở đằng sau ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ hỏi là người phụ nữ này có suy nghĩ như thế nào hay là đánh giá như thế nào về về cái nội dung đó, về cái chiếc điện thoại đó chẳng hạn. Được chưa? Đấy, tức nó là cái câu hỏi nó sẽ chỉ xoay quanh cái câu tình huống ở đầu thôi, nên là khi nghe câu tình huống rồi thì mọi người hãy ngay lập tức à định hình cho mình là cái dạng câu hỏi mà người ta sẽ hỏi là gì luôn ok chưa nào hãy vậy thì sau khi đoán được câu hỏi rồi à chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái đoạn văn của chúng ta đối với cái dạng mà có đoạn hội thoại ấy, thì nó sẽ khá là dễ thế nên chúng ta sẽ không phân tích dạng này chúng ta sẽ phân tích cái dạng mà đoạn văn do một người nói thôi ấy. thì cái dạng này nó cũng chia ra làm làm hai cái dạng nhỏ nữa nhá hai loại nhỏ nữa. Người ta sẽ có cái 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 sự sắp xếp câu chuyện như thế nào? Thì cái dạng đầu tiên sẽ là người ta cho ra một cái chủ đề trước này. Đưa ra chủ đề trước. Sau đó thì phân tích thì so sánh thì lấy ví dụ thì liệt kê các thứ để làm rõ cái vấn đề, làm rõ cái chủ đề đấy. Đấy là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai. Dạng thứ hai là cái dạng mà thường người ta sẽ nêu quan điểm cá nhân. Nhưng mà ngay từ đầu người ta sẽ không nêu, người ta sẽ không nêu À, luôn ra cái quan điểm cá nhân đâu mà người ta thường sẽ đưa ra những cái quan điểm của của số đông của mọi người, của người khác sau đó thì người ta mới bắt đầu đảo ngược lại là nêu ra quan điểm của của bản thân mình đó, vậy thì khi này chúng ta sẽ cần phải phân biệt được là đâu là quan điểm của mọi người và đâu là quan điểm của tác giả và cái đáp án đúng không cái đáp án mà chúng ta cần tìm chính là cái quan điểm của tác giả ấy. ok chưa nào hay hai dạng nhá Vậy thì để làm rõ hơn từng dạng này một thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn về từng dạng này Dạng thứ nhất Dạng thứ nhất là dạng mà ở câu tình huống chưa cho chủ đề Và xuống đến câu chuyện người ta bắt đầu mới nêu ra chủ đề và phân tích và so sánh và lấy ví dụ Được chưa nào? Đó, thì bước đầu tiên ở dạng này Thì dĩ nhiên chúng ta vẫn nghe câu tình huống, vẫn đoán trước câu hỏi đã sau đó vào câu chuyện một cái thì các bạn hãy xác định chủ đề của cái đoạn này qua câu số 1 và câu số 2. Nhá, ngay câu số 1 và câu số 2 của cái dạng này nó sẽ có luôn. Nó sẽ có luôn cái chủ đề mà người ta sẽ nói cho toàn bộ cái câu chuyện đấy. Sau khi có chủ đề rồi mọi người nhá, sau khi có chủ đề rồi thì các bạn hãy nghe bám sát theo cái chủ đề đấy này. Đây là một cái từ khóa rất là quan trọng. Bởi vì là các bạn thường là nghe xong để đấy và lát nữa Nói tới một cái vấn đề khác thì mọi người lại nghĩ là À cái đoạn này nhắc sau, có lẽ đoạn này mới là nội dung chính nhưng mà không phải Nội dung chính, cái chủ đề chính chúng ta đã xác định được ở ngay câu 1, câu 2 dạ, Nếu là đoạn hội thoại sẽ là đến tầm khoảng từ câu 1 đến câu 3 Chúng ta xác định xong rồi Đến đấy thôi là đã có chủ đề chính rồi Thì ngay sau đó, những cái đoạn sau đó sẽ là những cái phần mà Lấy ví dụ mà liệt kê, mà phân tích để làm rõ lên cái chủ đề kia thôi được chưa nào? Hai, nên là để ý nhá Đừng bị người ta lửa, đừng để người ta kéo lạc mình đi sang một cái hướng khác Đáp án nó bắt buộc sẽ phải là một cái nội dung mà liên quan đến cái chủ đề ban đầu chúng ta đã xác định Được chưa Rồi, và nhớ giúp mình này Các cái nội dung thường hay gặp mà người ta thường hay phân tích ở trong các cái dạng bài của môn đài số 3 ấy Thường sẽ có một số những cái nội dung như này Thường nói về các phương pháp Phương pháp cách thức này Đúng chưa? Hay nói về những cái lý do Đấy Hay là nói về những cái môn đai tên Những cái vấn đề người ta đang gặp phải Hay là nói về những cái điểm tốt Điểm lợi, điểm hay đó Hay nói về cái khuynh hướng Khuynh hướng là uh, sẽ tốt lên Sẽ tăng lên hay sẽ giảm xuống Đúng chưa? Hoặc nói về cái sự Dày công, cái sự uh, Cái sự uh, may mò Như là cái từ cư phư ấy Đúng chưa? Vân vân, vân vân dĩ nhiên có rất là nhiều nữa nhưng mà nó sẽ thường là xoay quanh những cái vấn đề như này Không thể nói về những cái sự biến đổi gì đó chẳng hạn và một cái lưu ý cuối cùng cũng là cái phần mà vừa nãy mình có nhắc rồi đó là trong những cái đoạn cuối những cái đoạn mà người ta so sánh người ta đưa ra ví dụ người ta liệt kê những cái ví dụ thì những cái ví dụ đó những cái thứ đem ra để so sánh đó nó sẽ không phải nội dung chính của cả bài thế nên nó sẽ chỉ được nó sẽ chỉ là cái nội dung để chúng ta dựa vào đấy để xem người ta đang nói gì về cái chủ đề chính thôi. Được chưa nào? Chứ nó sẽ không phải nội dung chính nên sẽ không thể nào là đáp án được. Được chưa? Hãy. Vậy thì ngay sau đây chúng ta cùng nhau luyện tập thử một bài luôn nhé. Nó nhiều lý thuyết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thử thực chiến luôn để xem là mọi người đã à, nắm được phần nào chưa? Nhi bản ラジオでアナウンサーが話しています。キッチンカー。つまり、キッチンがついている車ですが、これを利用して車の中で料理をして売る持ち帰り専門の店が増えています。実際にキッチンカーでカレーの店を経営している男性に話を聞くと、複数の場所に移動してお客さんを増やせる点に、 可能性を感じたと言っていました。また、キッチンカーでカフェを経営している女性に話を聞くと、キッチンカー1台あれば店が開けるので、お金があまりかからないのがいい点だと話してくれました。このような形で店を出す人が、これからも増えていきそうですね。 アナウンサーは何について話していますか ?1、1> キッチンカーの店に来る客のタイプ 2>, 2、キッチンカーの店で人気の料理3、キッチンカーで店を開くことのいい点4、 Kitchen car để mở cửa Ok, các bạn đã nghe xong rồi đúng không? Các bạn đã lựa chọn được đáp án chưa nào? Hay, ok, nhớ là trước khi cái câu tiếp theo nó bắt đầu thì phải lựa chọn được cái đáp án của mình, đừng để ảnh hưởng đến câu tiếp theo. Được chưa? À tạm thời thì mình sẽ để đáp án đó, mình sẽ cùng nhau quay lại phân tích theo đúng những cái phần mà vừa nãy mình đã cùng nhau phân tích để các bạn hiểu được à cái môn đai ba nó đang là như thế nào Được chưa đầu tiên người ta sẽ có là ratio de anansa ga đúng chưa câu tình huống sẽ là như vậy vậy thì ở đây mình đã đoán được câu hỏi chưa câu hỏi người ta sẽ hỏi là gì đấy các bạn chắc chắn rồi sẽ là gì anansa đúng không anansa nani ni tsuite ka đó người ta chắc chắn sẽ hỏi là cái người phát thanh viên kia thì đang nói về cái gì thế thôi câu hỏi có gì khó đâu đúng chưa Câu hỏi không có gì khó cả Nên là đừng cảm thấy rằng là mình chưa biết câu hỏi nên là mình không biết phải nghe gì Hai, à, tiếp theo Sau khi đoán được câu hỏi rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau À, phân tích cái bài kia nhá Cái bài kia Chúng ta xác định cái gì trước ạ? Rồi trong đoạn văn này chúng ta xác định chủ đề mà người ta sẽ nói tới trước Chủ đề chính trước Chủ đề chính xác định qua câu số mấy ạ? Câu số 1 và câu số 2 Nhá, câu số 1 và câu số 2 Câu số 1 này cả えつまり、キッチンがついている車ですが、と、なん、どてんがた、ちょっと、ももかわら、キッチンか、もけ、と、かてみちょびや。にも、ない、の、さん、ごい、ざいてん、ごい、な、け、か、な、せ、ら、ら、も、か、ろい、せ、ま、か、ご、がん、てん、も、け、べ、ぶ、せ、な、も、け、せ、に、がん、てべ、せ、の、も、だい、これを利用して、え、車の中で、料理をして、うる、持ち帰り専門の、え、店が、 Đấy. Tức là những cái loại cửa hàng chuyên bán mang về, đúng không? Chuyên bán mang về bằng cái loại xe như thế này ấy, thì đang đang tăng lên. Đấy. Vậy thì chủ đề ở đây của chúng ta sẽ là cái gì ạ? Đoạn này chủ đề chính của chúng ta sẽ là cái gì đấy? Chính là cái xe cái xe có gắn thêm bếp mà người ta gì đấy, người ta nấu ăn, người ta bán hàng ở trên đấy ấy. Được chưa? Chủ đề chính sẽ là cái đấy Vậy thì người ta sẽ nói gì về cái chủ đề chính đấy Thì chúng ta sẽ phải nghe đoạn ở phía sau Được Rồi Nhá à, Nghĩa là sau nhỉ? Tất cả cái đoạn đằng sau sẽ là cái đoạn phân tích Sẽ là những cái đoạn lấy ví dụ Chính là những cái đoạn mà làm rõ hơn cho cái chủ đề bên trên thôi Được chưa nào? Rồi đoạn sau này Jisani kitchen ka de e kare no mise o shiteru ni là thực tế khi mà tôi hỏi một họ chuyện một người đàn ông đang kinh doanh một cái quán đúng không? một cái tiệm bán đi bằng cái loại xe bằng cái loại xe ô tô có có gắn bếp này ấy. Thì làm sao? Thì à, anh ấy có nói là có nói là là gì ạ? Fukusuna no basho ni idou tức là à, anh ấy có thể di chuyển đến nhiều nhiều nơi khác nhau, nhiều địa điểm khác nhau. Và oketsu fuyaseru ten ni Và anh ấy cảm nhận được cái khả năng cái tính khả năng của cái điểm của cái việc việc gì ạ có thể làm tăng được số lượng khách hàng Đấy chưa làm tăng được số lượng khách hàng tiếp theo mà tạ, cái từ mà tạ này là gì ạ là thêm nữa là cái phần mà bổ sung thêm cho cái nội dung ngay đằng trước tức là đằng trước hỏi anh kia rồi thì bây giờ người ta lại bổ sung thêm một cái ví dụ khác Được chưa mà tạo kitchin ka de cafe shiteru jose ni hanashi o À, khi mà hỏi một người phụ, à, hỏi chuyện một người phụ nữ mà có kinh doanh một cái à, quán cà phê nhỏ đúng không ở trên cái chiếc xe di động này khi mà tôi hỏi chị ấy, thì à, kitchen ka ichi dai de areba ga no de đúng có trả lời cho tôi rằng có gì đó, à, gì đấy? Vì là chỉ cần đúng một cái xe có gắn chế, bếp trên đấy thôi là mình đã có thể mở được quán rồi Thế nên là nó là một cái gọi là một cái yếu tố làm sao nhỉ? Rất là hay Vì là người ta không hề tốn quá nhiều tiền bạc hay là tốn quá nhiều vốn mà vẫn có thể mở được cửa hàng Kiểu như vậy Chà, Và câu cuối là gì ạ? このような形で店を出す人がこれからも増えていきそうですね À, và những cái loại cửa hàng kiểu như thế này thì À, có vẻ đúng không là từ giờ trở về sau chắc hẳn là vẫn sẽ vẫn sẽ tăng thêm đấy. thì câu hỏi người ta đưa ra là cái người Anansa này đang nói về cái gì nói về cái gì ạ chắc chắn là nói về cái loại xe cái hình thức bán hàng bằng cái gì đấy kinh doanh bán hàng bằng cái xe ô tô có có bếp có gắn bếp mà người ta có thể di chuyển khắp nơi các thử đã chưa? thì có bốn đáp án ở đây số 1 này số một kitchen kano ni kuru kyaku no type kyaku no type là những cái kiểu khách hàng, những cái nhóm đối tượng khách hàng mà đến cái quán kiểu như thế này thì có phải không? Con nói đến cái uh, nhóm đối tượng khách hàng hay là cái kiểu khách hàng nào sẽ đến uh, sẽ đến mua những cả ở những cái cửa hàng như này không? Không hề luôn. Đúng không ạ? Hai đáp án số 2 thì là gì đấy? Kitjin à uh, Kitjin Kano mise de ninki no ryori. Ninki -no là những món ăn được yêu thích ở những cái loại cửa hàng như thế này có phải không? Có nhắc đến những món ăn được yêu thích không? Không có không có từ ninh kỳ nào đây cả đúng chưa? Số ba kitchin koto no là cái điểm tốt điểm hay điểm lợi của cái việc mở quán bằng cái bằng cái xe ô tô có gắn bếp ở trên như thế này đúng chưa? Có phải điểm tốt không? Có phải là cái bạn nam kia cũng liệt kê uh, liệt kê ra điểm tốt đúng không? Là gì? là à có thể di chuyển khắp nơi có thể có khả năng tăng được lượng khách hàng lên bạn nữ thì bảo là à, cần mỗi cái xe thôi là mở được hàng không cần tốn nhiều tiền đấy đúng chưa ạ có phải là bản chất của hai cái ví dụ đó đưa ra là để làm rõ cho cái chủ đề ban đầu chính là điểm tốt của nó điểm lợi của nó đúng chưa ạ hay vậy thì ba sẽ là đáp án đúng ok chưa nào các bạn làm đúng không ạ hay và câu cuối cùng chắc chắn rồi đúng không kade niseo hiraku hoho cái phương pháp ở đây có nhắc đến phương pháp không? Có nhắc đến phương pháp làm sao để mình mở cửa hàng bằng cái loại xe có gắn bếp kia không? Không nói về hô hô đúng không? Hai cái ví dụ kia có nói về hô hô không có nói về phương pháp không? Không. Đúng không? Đó, nhớ nhá, hãy dựa vào những cái ví dụ, dựa vào những cái sự so sánh kia để mình tìm hiểu về bản chất về cái mà người ta đang nói tới. Được chưa? Hay. Rồi.

柿は日本ではリンゴやみかんに比べると消費量が少ないですが、風邪をひきにくくすると言われるビタミンがみかんの2倍もあるんです。また、二日酔いや血圧の高い人にも良いそうです。昔から柿を食べれば医者はいらないという言葉もあります。美味しい柿を食べて元気に過ごしたいですね。 女の人は何について話していますか 1, ?1 柿のイメージの変化 2, 2柿の消費量が少ない理由3柿の栄養とその効果4柿の美味しい食べ方 Ok, mọi người đang nghe được câu này chưa? Hay. Rồi. À cứ lựa chọn đáp án đi nhá, mọi người hãy lựa chọn đáp án của mình. Ok. Đầu tiên chúng ta vẫn nhìn vào câu tình huống trước này. Câu tình huống của chúng ta là Vẫn là trên TV có một người phụ nữ đang nói gì đấy. Đúng không? Vậy thì câu hỏi người ta đưa ra sẽ là gì đấy mọi người? Câu này chắc chắn người ta sẽ hỏi gì ạ? À người phụ nữ đang nói về cái gì thế? Đúng chưa? Đấy, biết câu hỏi rồi nhá, biết câu hỏi rồi nhá. Và ở đây câu tình huống đã có chủ đề chưa ạ? Chưa có chủ đề. Vậy thì chúng ta xác định chủ đề chính ở đâu? Ở câu số 1 hoặc câu số 2. Nhìn luôn câu số 1 và câu số 2 này. Aki desu à, A mùa thu nhỉ? Đấy. Aki no to iえば, kaki o Nếu mà nhắc tới một cái loại hoa quả vào mùa thu thì à chúng ta sẽ hình dung tới cái gì đấy ạ? Quả hồng. Kaki. Đấy đúng chưa? À, vậy thì ở đây chủ đề sẽ là gì? Là mùa thu à? Hay quả hồng? Nghe thêm một câu nữa chúng ta sẽ biết đó là chủ đề gì. Kake wa nihon de wa ringo ya Mikan ni kuraberu to Shouhi ryou ga sukunai desu ga đến đây thôi là chúng ta đã biết người ta nói về cái gì rồi. Chắc chắn người ta nói về quả hồng rồi chứ không thể nào, không thể nào nói về mùa thu được. Đúng không? Người ta nói về quả hồng. Đó người ta đang so sánh cái gì đấy? đang dùng những cái quả rất là quen thuộc như là quả gì đấy Quả táo này, quả cam này So với quả hồng Quả hồng đang là chủ đề chính nhá mọi người nhá Mọi người nhớ này, quả hồng đang là chủ đề chính Và cái thứ được lượt kê đằng sau Chỉ đem ra để so sánh thôi Người ta so sánh cái gì đấy ạ À, quả hồng so với những quả như là quả táo, quả cam ấy Thì cái lượng tiêu thụ của nó ít hơn Thế nhưng Thế nhưng mà làm sao đấy À, kazeo hikini kukusuru vitamin Mika no mo À, thế nhưng mà cái loại vitamin mà được cho là được cho là gì đấy? À, sẽ tăng cái kháng thể của con người làm cho mình khó bị ốm hơn ấy thì nó gấp đôi so với mì cảm, so với quýt Đó, tức là đặc, đặc điểm của cái thằng Khaki này là lượng tiêu thụ thì ít hơn những cái loại khác, thế nhưng mà cái chất, cái vitamin đúng không? Có chứa trong nó thì gấp đôi cái cái mi cả. Đó, tiếp theo, mà tạo. Mọi người thấy cái từ mà tạo không ạ? Lại gặp nó. Đúng không? Tức là thêm nữa. Tức là cái nội dung đằng sau nó cũng tương tự với nội dung của đằng trước, người ta đang bổ sung thêm thông tin thôi. Và đây vẫn là những cái mà đương dạng làm gì ạ? Những cái ví dụ, những cái mà để làm rõ thông tin hơn cho cái chủ đề chính chúng đã chúng ta đã xác định từ ngay ban đầu đó là cái kaki. Đúng chưa? Thêm nữa này, futsukai yo ya ketsuatsu no takai hito yoi sou và nghe nói là nó cũng tốt cho cả những người mà huyết áp cao này hay là những người mà à, say gọi là say rượu đến tận ngày thứ hai hôm nay uống thì chưa say mấy nhưng hôm sau bắt đầu mới ngất ngất ngưỡng ra người ta gọi là phụt cay ấy. đúng chưa Đó. đang nói cái điểm tốt đấy đoạn trên cũng tốt đoạn sau cũng tốt mọi người thấy cái bản chất người ta đang nói về cái gì không người ta đang nói gì về quả hồng đấy lượng vitamin C à lượng vitamin tốt này nhiều hơn này rồi tốt cho những người cao huyết áp, những người mà say rượu này, vân vân này. Đó, ok chưa? Tiếp theo này, mukashi kara kaki o tabereba isha wa iranai to bà kotoba đi mà Từ xưa thì cũng có một cái câu nói rằng thì là nếu mà ăn hồng thì không cần đến bác sĩ. Hai, <laughs> được chưa? Và cuối cùng oishi kaki o tabete genki ni sugoshitai desu ne. À, tôi thật là muốn gì đấy, ăn những quả hồng và sống những cái ngày thật là khỏe mạnh. Ồ, oh. vậy thì xem bốn đáp án này. Một Kaki no image no Là cái sự biến đổi về cái image Về cái ấn tượng, về cái hình dung của quả hồng Có phải không? Có thể là có nhiều bạn sẽ thấy là À ngay câu đầu tiên có cái từ image Có khi nào nó liên quan đến chủ đề thì nó là đáp án không? Không Ở câu số 1 và câu số 2 chúng ta sẽ chỉ xác định chủ đề chính thôi Còn người ta nói gì về chủ đề chính Thì chúng ta sẽ phải xác định ở đoạn sau Nhớ? Chứ đừng bê nguyên nội dung của câu số 1 và câu số 2 thành đáp án nó không trở thành nó không trở thành đáp án được đâu mọi người ạ. Nó chỉ có thể xác định được chủ đề chính ở đấy thôi nhé mọi người nhá. Số 2. Kaki no shohi ryou Lý do mà cái lượng tiêu thụ hồng nó ít. Còn nói về cái ryuu ở đây không? Cái lý do ở đây không? Không. Đúng không? Không hề nói về lý do tại sao lượng tiêu thụ của nó ít. Người ta chỉ liệt kê ra một cái sự thật rằng thì là à, ừ thì công nhận là lượng tiêu thụ của hồng ít hơn cam, ít hơn à, táo, quyết gì đó đúng không? Nhưng ba chấm, đó, nên là sai. Số 3, cái à, cái dinh dưỡng của quả hồng chính là vitamin C đấy. Và cái hiệu quả của nó chính là cái việc gì đấy hỗ trợ cho mình làm sao khó ốm hơn này, khỏe mạnh hơn rồi, tốt cho những người cao huyết áp, những người say rượu này vân vân, đúng chưa? Đó nhá, thế nên là đáp án số 3 đã chính xác chưa ạ? Chính xác rồi. Và cuối cùng là Kaki no oishi tabekata Cái cách làm sao ăn hồng cho nó ngon Người ta có trình bày về phương pháp về cái cách ăn không ạ? Không Có bạn nào nghe thấy câu cuối thấy Oishi kaki o tabete genki ni sugoshitai desu ne Và chọn đáp án số 4 không? Ừ, nhớ nhá Nội dung nó sẽ vào là liên quan đến chủ đề này đầu tiên này Sau đó thì là xuyên suốt cái đoạn sau Những cái ví dụ, những cái sự so sánh kia nó đang làm bật lên cái nội dung gì liên quan cái chủ đề đấy Đấy, thì đây người ta liệt kê ra à điểm những cái điểm tốt của nó, cái hiệu quả của nó, những cái dinh dưỡng của nó là gì. Ok chưa nào? Tiếp theo chuyển sang cái dạng thứ hai của môn đai số 3 đó là dạng mà người ta cho chủ đề sẵn và trên câu tình huống là nhít duy tệ hanashitemas đúng không? Ai đó đang nói về một chủ đề gì đó đúng chưa? À, thì ở đây à, cái dạng như này thường người ta sẽ đưa ra cái quan điểm tức là mình sẽ cần phải tìm được cái quan điểm của tác giả tác giả đang có đánh giá như thế nào về cái chủ đề đấy. tại vì chủ đề người ta cho rồi, đúng không? và quan điểm của tác giả thì sẽ không không nằm ở đoạn đầu. thường người ta nói quan điểm ở đâu ạ? À? đoạn sau đúng không? dĩ nhiên cũng phải là không hẳn lúc nào sẽ là ở câu cuối nhưng thường sẽ ở đoạn sau. đoạn đầu thường người ta sẽ đưa ra cái gì ạ? À? thường người ta sẽ đưa ra cái uh, quan điểm những cái ý kiến của số đông của mọi người của người khác. Sau đó thì người ta bắt đầu mới lật ngược lại. Thế nhưng mà tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia và bắt đầu đưa ra quan điểm của của bản thân, của chính tác giả, của chính cái người nói đấy. Và cái thứ mà mình đang đi tìm là quan điểm của mọi người hay quan điểm của người nói? Chính xác là quan điểm của người nói mọi người nhá. Để ý đến quan điểm của người nói. Những cái thứ mà là quan điểm của mọi người, quan điểm chung, quan điểm của người khác, quan điểm của nhiều người thì đấy không phải là cái nội dung chính của bài này mình đang đi tìm quan điểm của người nói, được chưa ạ? hãy à, vậy thì mọi người hãy để ý cho mình một số những cái mẫu câu một số những cái từ vựng để xác định đó là ý kiến của người khác như là to iwareteimas à mọi người thường hay nói đúng yoku là như to iwareteimas mọi người thường hay nói là đấy. hay là to you hitomoimas to you mo đấy ý là cũng có những người nói là đấy là người khác nói mà đúng không? Cũng có những người nói là cũng có những vị nói là Đấy. Hay là mo arimasu. À cũng có cái chuyện như thế. Thế nhưng đấy, chắc chắn là sau những cái này nó sẽ có là nhưng. Nhưng đi với Kashi keredomo rồi desu ga demo gì đó. Đúng không? Nhưng nhưng đằng sau sẽ là quan điểm của tác giả nhé. Tác giả sẽ trình bày quan điểm thông qua những cái gì ạ? Tôi nghĩ là Đúng không? Tôi nghĩ là hay là eh, de nay để deshō ka. Trong phần đọc hiểu cũng có những cái dạng này đấy. De để nai cả ka, de wa đã darō ka. Chā, hay là to gai Hay là Vete hoshi, tôi muốn mọi người sẽ thế này, tôi muốn mọi người sẽ thế kia. Đấy là quan điểm của tác giả. Được chưa? Thì mọi người hãy nhớ à, học thuộc luôn những cái này cũng được để mình xác định được. Xác định được đâu là quan điểm của mọi người và đâu là quan điểm của tác giả. Quan điểm của người nói nhá, quan điểm của tác giả là phần đọc hiểu nó rồi. Hãy 中学生の男の子が友達についてスピーチしていますよくみんな友達は多ければ多いほどいいって言いますよね そのことに疑問を感じていました。どうして友達がそんなにたくさん必要なのかわからないのです。数は少なくてもお互いに心を開いて何でも話せるような付き合いをするのが理想的なのではないでしょうか。友達が多いと一人一人としっかり向き合うことが難しくなると思います。 男の子はどんな付き合い方がいいと言っていますか ?1、1> 多くの友達と浅く付き合う 2>, 2、多くの友達と深く付き合う3、少数の友達と浅く付き合う

speech rồi chủ đề đây là gì đang nói về cái gì đấy nội dung chính là gì đấy ạ là bạn bè thông chị đúng chưa đó một bạn học sinh nam đúng không đang phát biểu đang hùng biện về cái chủ đề đó là chị vậy thì chắc chắn câu hỏi ở đây người ta sẽ hỏi là cái người cái bạn nam kia thì có suy nghĩ như thế nào đúng không có suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề về cái chủ đề bạn bè đó Đấy, đại khái cái câu hỏi nó sẽ là như vậy. Chà, vậy thì chúng ta nhìn câu đầu tiên luôn này. Câu đầu tiên. À yoku minna torachi wa okereba ooi hodo itte imasu ne. À mọi người thì thường hay nói là bạn bè thì có càng nhiều thì càng tốt. Đấy là ai nói ạ? À? Mọi người nói. Đúng không? Mọi người nói. Vậy đây có phải quan điểm tác giả không? Không. Mà quan điểm tác giả phải như thế nào? Phải ngược lại với cái này mới phải mọi người ạ. À. Yeah. quan điểm của tác giả lúc nào cũng phải khác với quan điểm của mọi người chứ không thể nào mà giống được giống thì người ta không không biết văn không hùng biện không trình bày làm gì cả đúng chưa nó phải khác Đấy. mọi người thường hay nói rằng thì là bạn bè thì có càng nhiều càng tốt bố cư quá tôi thì làm sao mai cả đã tôi thì từ trước đến giờ thì vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc về cái chuyện đó về chuyện đó là cái chuyện mà có nhiều bạn bè càng nhiều bạn bè càng tốt đúng không どうして友達がそんなにたくさん必要なのかわからないのです tôi không hiểu tại sao mà mình lại có lại mình lại phải cần có nhiều bạn bè như thế đúng chưa đúng là quan điểm của tác giả là không cần nhiều bạn bè chưa rồi tiếp này nghe thêm nhé nghe thêm xem quan điểm của tác giả như thế nào nữa này kazuwa dù là số lượng bạn bè ít đi chăng nữa thì otagani thấy nó đẹp hay đẹp xấu ạ, đây là quan điểm của ai? quan điểm của người nói của tác giả đúng chưa? dù là số lượng bạn bè ít đi chăng nữa nhưng mà cái việc mà mình có thể gì đấy, mở lòng với nhau, có thể nói với nhau bất cứ cái chuyện gì thì chẳng phải đấy là một cái mối quan hệ lý tưởng hay sao? đúng chưa? đó Tôi nghĩ là cái việc mà có nhiều bạn bè Mà mình cứ phải gì đấy Kiểu uh, Gì nhở Rất là khó trong cái việc mà quan tâm hay là hướng tới từng người từng người một như vậy Đó Rồi, vậy thì xem bốn đáp án này Xem câu hỏi nhé, vẫn nghe lại câu hỏi bình thường nhé Otoko no ito wa donna tsukiai kata ga ii to itte ka Bạn nam thì có À, nói rằng là cái cách tức là cái cách uh, chơi với bạn như thế nào thì là tốt đáp án số 1 ô cứ no thổ là chỉ tổ á xác kia kiểu chơi một cách hời hợt với nhiều bạn một đứa chơi tí cái đoạn mà ô cứ no là đã sai rồi bạn này thì có quan điểm khác với mọi người đó là số lượng ít là được đúng chưa đáp án số 2 cũng là ô cứ là đoạn này đã sai rồi nâng gạch luôn tiếp số 3 số của bạn chị tốt xã giao, tức là chơi chơi vẫn chơi với số lượng ít và chơi hời hợt. Và đáp án cuối cùng là số của bạn bè và sâu sắc. Là chơi thân. Đúng không? Với số lượng bạn ít thôi. Vậy thì cái nào đúng? Đó. Được chưa? Chắc chắn nó phải là ít bạn. Và thứ hai ở cái đoạn mà bạn ấy bảo là gì đấy? À ý là chơi ít thôi nhưng mà mình có thể mở lòng mà nói chuyện với nhau rồi quan tâm đến nhau các thứ thì chẳng phải đấy là một mối quan hệ lý tưởng hay sao? Câu cuối cùng bạn cũng chốt là nhiều bạn bè thì mình không thể nào mà quan tâm hay là tìm hiểu sâu về họ và chơi thân được với họ. Đấy, nên là cái chuyện mà có thể à, gọi là hiểu cho hay là chơi với từng người từng người rất là khó. Nên là quan điểm của tác giả ở đây chắc chắn phải là chơi với ít nhưng mà chơi chơi chất lượng, bạn bè ít nhưng chất lượng còn hơn là nhiều mà hơi hợt như vậy ok ạ dạ. đấy thì trong cái dạng bài như thế này mọi người đầu tiên là cái chủ đề trong câu tình huống đã có rồi là chủ đề về bạn bè và cái mọi người cần phải xác định là đâu là quan điểm của mọi người đâu là quan điểm chung và đâu là quan điểm của của người nói Đúng dạ? người nói có quan điểm như thế nào về cái chủ đề đó cụ thể ở đây là chủ đề thống ra chị là bạn bè Hai. trên đây là phần phân tích và những cái kỹ năng mà các bạn có thể áp dụng trong quá trình luyện nghe đề nghe JLPT của môn này số ba à, dĩ nhiên đây cũng chưa phải là một trăm phần nó sẽ chỉ chiếm được một phần nào đó thôi một phần uh, uh, cũng khác khá nào đó trong các dạng bài mà thường hay gặp của đề thi nghe của môn này số 3 thôi Nên là mọi người có thể thử áp dụng trong cái phần luyện tập hướng tới kỳ thi sắp tới xem sao nhé hãy Thế bạn mình đã sao それ